Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda ADV 350 2021 dùng chung cấu hình với phiên bản là Corsa 350 2020. Cái chiếc Honda ADV 350 2021 là một cái dòng tay ga phân khối lớn thuộc cái dòng là Adventure, vừa lộ những thông tin sẽ dùng chung cấu hình với cái chiếc là Corsa 350 2020. Cái mẫu Honda ADV 350 2021 được cho là đèn anh của phiên bản ADV 150 đang rất được ưa chuộng Việt Nam. Và giá của Honda ADV 150 cho các cửa hàng tư nhân nhập về và có mức giá bán xung quanh khoảng là 80 triệu đồng. Sau khi cái dòng tay ga Honda ADV 150 2009 chính thức trình làng tại trường Indo, nhiều người đã đặt ra cái nghi vấn liệu hãng Honda có sản xuất mô hình ADV phân khúc lớn hơn hay không. Câu trả lời này ngay lập tức được giới truyền thông Nhật Bản xác nhận khi công bố kế hoạch của phiên bản Honda ADV 350 2020 ngay sau khi ra mắt cái chiếc Corsa 350 2020 vừa được ra mắt và công bố mức giá bán tại trường Thái Lan vừa qua. Như các bạn đã xem trên kênh chúng tôi thì giá của Honda ADV 150 2020 tại thị trường Indo được công bố ở mức tương đương là khoảng 49 triệu đồng. Nhưng ở Nam, giá của cái mẫu xe này do các cửa hàng tư nhân công bố như sau. Giá Honda ADV 150 ABS 2020 gồm có hai màu sắc đỏ đen, trắng đen, mức giá 90 triệu đồng. Honda ADV 150 cái bản CBS 2020 gồm tới 4 màu sắc là đỏ, đen, trắng và đỏ, có mức giá là 85 triệu đồng. Với một người có bốc dáng là từ 1m7 trở lên thì Honda ADV 150 CBS 2020 cam màu xám thì có mức giá bán 85 triệu đồng. Cái chiều cao của yên của mẫu ADV 150 chỉ có là 795mm. Thiết kế yên dài phù hợp với những người có chiều cao từ 1m65 trở lên. Và cái mẫu xe Honda ADV 350 2021 dùng chung cấu hình với phiên bản là Corsa 350 2020. Cái chiếc xe này được phát triển theo một khái niệm Only for the greatest, tạm dịch là chỉ dành cho người vĩ đại nhất. Honda ADV 350 2021 có khả năng sẽ được trang bị cho mình có động cơ của cái chiếc Corsa 350. Cái team của phiên bản Corsa 350 2020 đã có động cơ XB cộng 4 van xăng đơn, dung tích là 333cc, làm mát bằng cái lỏng. Cái công nghệ XB cộng này sẽ giúp cho cái chiếc Corsa 350 2020 đạt khả năng vận hành ổn định nhất nhờ vào những ưu điểm hiệu năng động cơ và đốt cháy nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc Corsa 350 2020 cũng được Honda tiết lộ ở mức là 3,2 lít cho 100km đường hỗn hợp. Honda Corsa 350 2020 là một phiên bản nâng cấp hoàn thiện so với dựa trên cái nền của Corsa 300 với một vài thay đổi dựa trên thiết kế như trang bị. Tổng thể ngoại hình của Corsa 310 cũng rất giống với cái Corsa 300. Tuy nhiên vẫn có một vài điểm khác biệt như cái chắn bùn mới, kích thước lớn hơn, dàn áo mới sổ cho mình kiểu dáng gọn gàng và sắc nét hơn. Về mặt trang bị thì Honda Corsa 350 2020 sổ cho mình cái kính chắn gió chỉnh điện, cái cúp dưới yên có dung tích rộng rãi, hệ thống chìa khóa thông minh smart key, hốc đựng đồ tiện ích cùng với cổng sạc USB phía trước, hệ thống đèn LED xung quanh xe và đặc biệt là sự bổ sung hệ thống đèn dừng khẩn cấp ES. Về mặt thông số kỹ thuật thì em Corsa 350 2020 kích thước tổng thể bao gồm như cái chiều cao cũng giảm xuống từ là 1471mm xuống còn là 1462mm, trong khi cái khoảng sân trầm cũng tăng là từ 144 lên thành 147mm, trọng lượng của xe cũng tăng từ 183kg lên thành 185kg. Kể từ ngày 14 tháng 7, khách hàng tại bên Thái Lan có thể là tiến hành đặt mua em Corsa 350 2020 trên các lý ủy quyền ở toàn quốc. Và cái mẫu xe này sẽ có sẵn 4 màu tùy chọn bao gồm như đen, trắng xanh, đỏ đen và xanh đen.
với mức giá bán đề xuất là 173.500 bạc Thái, tương đương khoảng 128 triệu Việt Nam đồng. Hiện tại thì Honda ADV 310/2021 xuất hiện dưới dạng là tin đồn. Honda vẫn chưa công bố bất cứ những thông tin chính thức nào về cái dòng là Honda ADV 310/2021. Cái mẫu xe này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục như tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like và subscribe.